Chào mừng quý vị đang đến với kênh VN YouTuber. Quý vị thân mến, gần đây ngoại trưởng Tần Cương của Trung Quốc đột nhiên biến mất trong các sự kiện công khai. Tính đến nay thời gian ông vắng mặt đã là 3 tuần. Điều này đang gây ra nhiều đồn đoán cho truyền thông thế giới. Đài CNN của Mỹ tóm tắt các sự kiện nói rằng, ông Tần Cương, 57 tuổi, là một nhà ngoại giao chuyên nghiệp và là phụ tá tin cẩn của nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình. Ông Cương đã được thăng chức lên bộ trưởng ngoại giao Trung Quốc vào tháng 12 năm ngoái sau một thời gian ngắn làm đại sứ Trung Quốc tại Mỹ. Trong vai trò ngoại trưởng, ông Cương đã đưa ra những lời chỉ trích gay gắt với Washington sau khi quan hệ hai nước suy giảm xuống mức thấp mới vì vụ Mỹ bắn hạ một khinh khí cầu của Trung Quốc bị nghi ngờ là thu thập tình báo. Ông Tần Cương cũng giữ vai trò quan trọng trong các nỗ lực sau đó của cả hai bên để ổn định quan hệ và phục hồi liên lạc bao gồm gặp gỡ với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken trong chuyến thăm Bắc Kinh hồi giữa tháng 6 của ông Blinken. Nhưng nhà ngoại giao cao cấp này đã không được thấy xuất hiện từ ngày 25 tháng 6 sau khi ông gặp các quan chức từ Sri Lanka, Việt Nam và Nga ở Bắc Kinh. Trong lần xuất hiện công khai gần nhất, ông Tần Cương được trông thấy tươi cười đi bên Thứ trưởng Ngoại giao Nga Andrei Rudenko, người đã bay đến Bắc Kinh để gặp các quan chức Trung Quốc sau một cuộc nổi loạn ngắn ngủi của tập đoàn đánh thuê Wagner ở Nga. Tân Uy Quân, cựu biên tập viên của một tờ báo đảng Cộng sản Trung Quốc nhưng hiện giờ sống ở Mỹ, nói rằng với trạng thái của Trung Quốc và ảnh hưởng trên thế giới của họ, quá thực là lạ lùng khi ngoại trưởng của họ đã không xuất hiện công khai trong hơn 20 ngày. Khi được hỏi về sự vắng mặt kéo dài của Tần Cương trong cuộc họp báo hôm qua, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói bà không có thông tin để cung cấp và nói thêm rằng các hoạt động ngoại giao của Trung Quốc sẽ được thực hiện như bình thường. Sự vắng mặt của ông Tần Cương đã trở nên nổi bật hơn do những hoạt động ngoại giao nhộn nhịp ở thủ đô Trung Quốc trong những tuần gần đây, bao gồm các chuyến thăm cấp cao quan chức Mỹ như Janet Yellen và John Kerry. Ông Tần Cương dự kiến gặp người đứng đầu cơ quan đối ngoại liên minh châu Âu vào đầu tháng 7 này ở Bắc Kinh, nhưng cuộc gặp đã được hoãn lại sau khi Trung Quốc thông báo cho EU rằng thời điểm này không thích hợp. Ông Tần Cương cũng vắng mặt trong cuộc họp các bộ trưởng ngoại giao của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, ASEAN ở Indonesia tuần trước. Thay vào đó, ông Vương Nghị đã tham dự thay. Người phát ngôn ngoại giao Trung Quốc nói trong cuộc họp báo thường kỳ hôm thứ Ba tuần trước rằng ông Tần Cương sẽ không tham dự cuộc họp của ASEAN vì lý do sức khỏe. Nhưng câu trả lời đó về sau lại không xuất hiện trong biên bản chính thức của cuộc họp được đăng trên website của Bộ Ngoại giao Trung Quốc. Bộ Ngoại giao Trung Quốc thường bỏ những nội dung mà họ xem là nhạy cảm ra khỏi các bản dịch những cuộc họp báo thường kỳ của họ. Tuy nhiên, lý do sức khỏe được nhà chức trách viện dẫn đã không ngăn chặn được những tin đồn nổi lên như nấm sau mưa để giải thích lý do vì sao ông Tần vắng mặt. CNN bình luận rằng, trước đây, các quan chức cấp cao Trung Quốc không xuất hiện công khai trong một thời gian, thì sau đó vài tháng được tiết lộ bởi Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương rằng họ đã bị bắt giữ để điều tra. Những sự biến mất đột ngột đó đã trở nên phổ biến trong chiến dịch chống tham nhũng của ông Tập Trên tờ Daily Mail của anh Một tờ báo có thâm niên trong nghề đào sâu đời tư người nổi tiếng Đã nêu ra một tin đồn cụ thể Về sự vắng mặt của ông Tần Cương rằng Việc ông Tần Cương vắng mặt trong thời gian dài Đã gây ra một vài tin đồn rằng Ông có thể đã ngoại tình với một MC truyền hình nổi tiếng Tên là Phu Xẻo Thiên Hoặc là đọc theo âm hán Việt là Phó Hiểu Điền Bà Phó Hiểu Điền hiện là mc và nhà sản xuất chương trình nói chuyện với các lãnh đạo thế giới của đài truyền hình phượng hoàng ở hồng kông trong khi ông tần cương vắng mặt mc phó hiểu điền cùng đứa con trai sơ sinh cũng đã không thấy xuất hiện phó hiểu điền là một trong những nhân vật nổi bật nhất trên truyền hình trung quốc và thường xuyên phỏng vấn những quan chức hàng đầu của nhà nước việc này gây ra những đồn đoán lan truyền chủ yếu trong giới báo chí hồng kông và đài loan rằng hai người này có thể đã ngoại tình người dùng mạng xã hội đã chỉ ra những hình ảnh tình tứ chiều mến được thấy giữa Tần Cương và Phó Hiểu Điền trong một cuộc phỏng vấn ở thủ đô Washington tháng 3 năm ngoái. Cư dân mạng cũng nhấn mạnh rằng Phó Hiểu Điền thường có thủ thuật ve vãn tán tỉnh khi nói chuyện với các chính trị gia. Một cư dân mạng viết, nhưng khi cô ta chuyển sự chú ý đến một quan chức Trung Quốc cấp cao, cô ta có thể đã vi phạm các quy định của Bộ An ninh Quốc gia Trung Quốc. Cuộc phỏng vấn được xem là tình tứ đã diễn ra vào tháng 3 năm 2022 và Phó Hiểu Điền sinh con trai vào tháng 11 năm đó. Khi Tần Cương được thăng chức lên bộ trưởng ngoại giao, người ta nói Phó Hiểu Điền đã đăng một bức ảnh chụp cậu con trai sơ sinh lên mạng xã hội Weibo với lời mô tả là một sự mở đầu thắng lợi. Điều này khiến một số người đồn rằng đó là lời chúc mừng cho ông Tần Cương. Trong bài đăng cuối cùng trên mạng xã hội trước khi biến mất, Phó Hiểu Điền đã chia sẻ những bức ảnh chụp gồm một chiếc máy bay, một ảnh chụp màn hình cuộc phỏng vấn với Tần Cương và một bức ảnh chụp cùng cậu con trai. Daily Mail bình luận ở cuối bài viết rằng ngoại tình không phải là hiếm hoai gì trong các quan chức hàng đầu Trung Quốc, nhưng nó có thể được dùng như một lý do để cách chức một ai đó. Quý vị thân mến, trên đây là câu chuyện về sự vắng mặt bất thường của ngoại trưởng Trung Quốc Tần Cương cùng lời đồn đoán phổ biến nhất giải thích cho sự vắng mặt này. Nếu tin đồn về scandal tình ái này là đúng thì sự nghiệp của ông Tần Cương coi như chấm dứt. Tuy nhiên, đây cũng chỉ mới là đồn đoán. Năm ngoái, ông Tập Cận Bình cũng vắng mặt một vài tuần, và rồi truyền thông thế giới, mà đặc biệt là Ấn Độ, đã ồn ào đồn đại về việc ông bị đảo chính. Tuy nhiên, sau đó, ông lại xuất hiện rất bình thường, và nhà chức trách Trung Quốc cũng không hề đưa ra bất kỳ lời giải thích nào cho việc vì sao ông Tập Cận Bình vắng mặt trong những ngày đó. Câu chuyện như vậy hoàn toàn có thể lặp lại với ông Tần Cương. Chương trình hôm nay xin dừng tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại